Chào mừng anh chị và các bạn quay lại channel tiếng Anh Grabbyte. Anh chị và các bạn hãy nhấn chuông bên dưới để được theo dõi những clip về ngoại ngữ tiếp theo của tôi, tiếng Anh Grabbyte. Thì là như thường lệ, khoảng mấy ngày tôi lại tiếp tục lại làm một video bằng tiếng Việt nữa này. Lại chia sẻ, chém gió, giao lưu với anh chị em về vấn đề ngoại ngữ chung chung thôi. Thì hôm nay như thường lệ, tiêu đề sẽ là vì sao ngoại ngữ thực tế nó sẽ cho ta nhiều bài học hơn là ngoại ngữ ở trường lớp. Học ngoại ngữ thực tế luôn luôn cho ta những bài học gọi là thực thực tế hơn và là thú vị hơn và là đa dạng hơn ở trường lớp đấy. Thì là cái tiêu đề này thì các bạn cũng một phần nào các bạn đoán ra ý rồi, là như nào là thực tế. Thực ra thì là ngoại ngữ, phân tích cái từ ngoại ngữ đây nó gọi là ngoại ngữ chứ không phải là nội ngữ. Ngoại là ngoài rồi đấy, ngoài chúng ta phải đi giao lưu bên ngoài, chúng ta phải phát ra ngoài, đại loại kiểu như thế. Học ngoại ngữ thì đi giao lưu bên ngoài đấy, hoặc là nói để phát ra ngoài, để thể hiện cái ý của mình với cả người đối diện đấy, ngoại ngữ đấy. Thế vấn đề vì sao mà tôi lại viết cái tiêu đề vì sao ngoại ngữ thực tế cho chúng ta nhiều bài học hơn? Các bạn hình dung nha, bây giờ các bạn học tiếng Anh ở trường, ở lớp thường thường thì sẽ có một hai cô giáo dạy tiếng Anh, thậm chí là cả thầy cô giáo nước ngoài đi, cứ cho là 5 đến 10 người cô giáo nước ngoài, thầy giáo nước ngoài nói mỗi tiếng Anh đấy. Nhưng mà khi mà ra đập thực tế, ra giao lưu thực tế với nước ngoài, các bạn sẽ gặp hàng nghìn người, họ từ những hàng nghìn quốc gia khác nhau. Các bạn sẽ gặp hàng nghìn người từ hàng trăm quốc gia khác nhau trên thế giới nhé. Họ sẽ nói thậm chí là tiếng Anh, thậm chí là tiếng của họ nữa, thậm chí là cái giọng vùng miền của họ nữa đấy, mà họ thậm chí là họ chia sẻ cả những cái gọi là trải nghiệm, kinh nghiệm họ đi du lịch, họ làm việc, văn hóa của nước họ như thế nào đấy. Nó sẽ hoàn toàn khác nhau ở trường lớp. Mà thực ra đến thời điểm này tôi rất thích nói chuyện với cả những người nói được khoảng 2, 3, 4 ngoại ngữ trở lên. Vì sao? Vì là họ ít nhất về cái mặt ngoại ngữ, về cái mặt ngôn ngữ, họ có một cái gì đó cố gắng học ở trong cái ngoại ngữ rồi. Tôi đã gặp rất nhiều thầy giáo dạy tiếng Anh ở Việt Nam, người nước ngoài nhé, nói được mỗi tiếng Anh, nói được mỗi tiếng Anh. Mà những cái người nói được mỗi tiếng Anh thì làm sao chia sẻ cho các bạn cách học tiếng Anh như nào hiệu quả nhất? Họ chỉ dạy cho bạn được phát âm thôi, về ngữ âm này, phát âm như thế nào, ngữ pháp như thế nào. Còn cách học, cách tư duy về ngoại ngữ, cách nghe ngoại ngữ, học như thế nào, bước nào học trước, bước nào học sau, hay là giao tiếp làm sao hiệu quả nhất với cả người đối diện. Thì cái đấy, thực ra thì nếu mà những người mà học được 2, 3, 4 ngoại ngữ trở lên, họ có thể giao tiếp đấy. Thường thường họ là người hướng ngoại rất là cao, họ đi giao lưu rất rất là nhiều. Và những người như thế thì họ mới học được khoảng 2, 3, 4, 5, 7 ngoại ngữ. Chứ còn một ngoại ngữ mà đi dạy tiếng Anh thì nó chỉ mang tính chất là dạy về nói làm sao cho nó đúng thôi, nói về sao cho ngữ pháp nó đúng thôi. Chứ còn về khả năng tư duy về ngôn ngữ, chủ đề về ngôn ngữ, cách nghe như thế nào thì chưa chắc đã có. Đấy, vấn đề các bạn phải nhìn nó đa dạng và đa chiều đây. Đấy. Còn khi các bạn nói chuyện với hàng trăm người từ những quốc gia khác nhau nhá, thì họ sẽ chia sẻ cho các bạn cuộc sống ở bên đấy này, văn hóa bên đấy này, công việc của họ bên đấy này, trải nghiệm của họ đi du lịch những nơi nó khác nhau này. Đấy, họ học ngoại ngữ như nào, họ học 2, 3, 4 ngoại ngữ như thế nào. Đấy, chúng ta nghe thế chúng ta mới gọi là có những bài học gọi là bổ ích chứ, đúng không? Chúng ta phải nghe những cái người nghe và là giao lưu với những người giỏi, có những cái sự trải nghiệm về đa dạng và cái cách học ngoại ngữ nó đi chiều sâu như thế thì chúng ta mới mở mang được. Bây giờ thì các bạn đã đi hỏi một ông người Anh nói được mỗi tiếng Anh ơi anh học tiếng Anh như thế nào, thì họ sẽ thường thường trả lời là tôi học tiếng Anh từ bé, tôi đã học tiếng Anh rồi đấy. Nhưng mình từ từ bé chúng ta học tiếng Việt từ bé như thế nào cũng là y xì như thế. Họ những người một ngoại ngữ ấy, một ngôn ngữ ấy, họ chẳng có một gọi là cái gì là cố gắng hay là cố gắng nỗ lực để chinh phục ngoại ngữ thứ hai thứ ba, thì làm gì có đủ khả năng để đi dạy tiếng Anh hay là tiếng gì. Họ chỉ đủ khả năng dạy về cái phát âm thôi, làm sao cho đúng a b c a ớ thôi, hoặc là về ngữ pháp thôi, chứ còn về cách học làm sao cho hiệu quả nhất, nghe như thế nào, giao lưu thế nào, giao tiếp như thế nào thì phải thực tế thì nó mới gọi chứng minh được đấy. Đấy, video của tôi rất là cơ bản và đơn giản đấy thôi, là khi mà chúng ta va đập vào thực tế, chúng ta học gặp rất nhiều ông thầy, hàng nghìn ông thầy,
Chứ cả trường lớp các bạn giỏi lắm thì được khoảng 10 20 ông thầy đúng không? 10 20 câu chuyện. Nhưng mà khi va đập ngoài thực tế, học gặp nghìn ông thầy, họ có hàng nghìn câu chuyện, họ có hàng nghìn cách học, họ có hàng nghìn cách vấn đề là nhìn cuộc sống về công việc hoặc là du lịch hoặc là ẩm thực văn hóa khác nhau, họ chia sẻ với chúng ta sẽ có một cái gì nó nhìn nó tổng quan và nhiều khía cạnh hơn về cuộc sống đấy. Không phải là chỉ mỗi ngôn ngữ mà rất nhiều văn hóa, ẩm thực, lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội đấy. Đấy, về cả cách học ngoại ngữ đấy, phải nói chuyện với những người như thế. Đấy cho nên là vì sao mà tôi không mà tôi học trường lớp kể cả giỏi đến mấy thầy giáo giỏi đến mấy chỉ gọi là một hai ông thầy thôi, mà tôi biết những người ông thầy ở trường lớp thì thường thường chỉ một hai ngoại ngữ, một hai ngôn ngữ. Còn những cái người mà tôi gặp, những người đa ngôn ngữ, năm bảy ngôn ngữ thì thường thường người ta không dạy học. Đấy, rất là lạ nhé. Đấy, các bạn để ý và xem, những người mà năm bảy ngôn ngữ trở lên có thể họ không đi sâu từng ngôn ngữ một, chính vì lý do đó mà họ cảm thấy bản bản thân họ không đủ khả năng đi dạy ngoại ngữ. Tôi cũng như vậy, tôi cũng là người học ngoại ngữ, còn vì là tôi nói được khoảng bao nhiêu ngôn ngữ thì các bạn có thể xem ở cái kênh tiếng Anh Grabbyte của tôi cảm thấy mình không xứng đáng làm thầy giáo, không đủ khả năng, không đủ tố chất làm thầy giáo. Mình chỉ mang tính chất là chia sẻ, chém gió, giao lưu thôi. Mình cảm thấy mình không đủ khả năng thì mình không là mình làm. Còn mà đã là thầy giáo thì phải đủ cả về năng, về chuyên môn này, kỹ năng sư phạm này, kỹ năng truyền đạt này, kiến thức tổng quan này, nói chung là nó đấy là chỉ những yếu tố cơ bản, nó còn nhiều yếu tố, nhiều khía cạnh khác đấy. Thế cho nên là làm thầy khó lắm, phải đâu chuyện đùa đúng không ạ? Làm thầy khó lắm, nó phải đủ khả năng, đủ chuyên môn thì mới làm thầy giáo được. Chứ còn mỗi cái ABC là thầy giáo thì tôi thấy, thế cho nên ở Việt Nam bây giờ tôi thấy nhiều thầy cũng chỉ là đủ, cũng là mỗi là thầy bản địa, cũng là người bản địa đến từ Mỹ, từ Anh, nào có thể dạy được tiếng Anh rồi, còn không biết khả năng thế nào, không biết bằng cấp ra sao. Các bạn làm sao đủ khả năng để chứng minh người ta có bằng cấp hay gì được? Chúng ta người học, chúng ta làm sao học biết được? Đấy. Thì hôm nay video đơn giản thôi, là thực tế ngoại ngữ là chúng ta phải phát ra ngoài, phải đi giao lưu bên ngoài. Ngoại ngữ là như vậy. Chứ không thì các bạn học nội ngữ đi. Đấy. Không học học ngoại ngữ mà không đi giao lưu, không đi va đập thực tế mà chỉ biết ở trường lớp thì tốt nhất là học nội ngữ đi. Đấy. Còn khi mà bắt chuyện mình nước ngoài, người ta từ chối mình, đấy là một cái vấn đề là quá bình thường thôi. Những các bạn nào bán hàng thì các bạn biết là khách hàng từ chối, các hàng không mua sản phẩm, đấy chuyện quá bình thường, một vấn đề là quá tự nhiên thôi. Nhưng mỗi lần từ chối cho chúng ta một cái bài học mới, một cái cảm xúc mới. Tôi biết là khi một người từ chối, chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau, tùy phái nam hay phái nữ nữa đấy. Nhưng mà chúng ta một bài học và một cái cảm xúc mà chúng ta phải dùng lý trí để kiểm soát cái cảm xúc đó, nó rất là quan trọng đấy. Và những người nào mà bị từ chối càng nhiều thì khả năng họ thành công ở trong lĩnh vực đó càng cao. Các bạn để ý mà xem, những người nào mà bị từ chối càng nhiều ở trong lĩnh vực của họ thì họ sẽ thành công trong lĩnh vực đó càng cao. Các bạn cứ nhớ câu này đấy. Thì video nó đơn giản là đấy, thực tế nó luôn luôn nó khác cái lý thuyết ở trường lớp. Ở trường lớp các bạn có 1, 2, 5, 7, 10, 20 ông thầy. Còn ra thực tế các bạn tự tạo cơ hội cho bản thân, tự tạo cơ hội cho bản thân, như tôi chẳng hạn, tự tạo cơ hội cho mình. Mình không phải đợi người khác chủ động, mình không phải đợi đợi ai dạy mình phải chủ động, mình phải làm cách nào để cho người ta dạy mình về ngoại ngữ đấy. Làm sao mà đấy, ví dụ là thường thường tôi thường thường tôi mang đi học, tôi mang quyển sách như này, tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, tách cả bút nhá. Đấy, rất là quan trọng trong vấn đề học. Khi các bạn biết cách làm phiền, khi các bạn biết cách là nhờ người ta dạy mình, mà thực ra thằng nào học tiếng Việt, thằng Tây học tiếng Việt ấy, nó bảo anh ơi, anh ghi cho em vài từ tiếng Việt vào đây, ví dụ là từ tiếng Việt là em đẹp lắm, à, you are beautiful ở trong tiếng Anh ấy. Từ em đẹp lắm mà viết là bằng trong tiếng Việt như thế nào, anh ghi lại cho em được không? Úi dồi, mình viết ngay, ai Tây cũng thế. Các bạn mà biết cái kỹ năng mà làm phiền, hay là biết kỹ năng mà nhờ người ta dạy học cho mình, thậm chí dạy học nó chỉ là một câu thôi cũng là dạy rồi, nhưng mà các bạn nhờ người ta dạy khoảng 10, 20, 30 câu ấy, trong một cuộc cùng nói chuyện, thì chúng ta lại có một cái kiến thức đáng kể, có một cái kiến thức đáng kể rồi. Và là chúng ta có những cụm từ mới đúng cả về từ vựng và đúng cả về ngữ pháp. Người bản địa người ta thường thường cái xác suất người ta đúng nó cao chứ đấy. Có thậm chí là thỉnh thoảng sẽ sai một, có nhá, đừng nghĩ là người bản địa không mà sai về ngoại ngữ, nhưng có, nhưng mà vấn đề là ít thôi đấy. Đấy thì là biết cách làm phiền, là biết cách nhờ người ta dạy cho mình ngoại ngữ cũng là một kỹ năng, chứ đâu phải đơn giản là cứ biết tiếng Anh hay biết tiếng Đức hay biết tiếng gì mà ra cứ vác ngoại ngữ ra là bem người ta. Nhưng mà biết kỹ năng nhờ người ta dạy cho mình lại là một kỹ năng rất là tốt đấy. Cứ mang quyển sách này ra, không biết cái gì anh ơi, anh có thể ghi cho em vào đây được không, đấy, nhờ người ta mà đấy, họ cũng là thầy của mình đấy. Thì là đến thời điểm này tôi có sự khác biệt rất nhiều với bạn học ở trường lớp, là
những bạn học ở trường lớp có 5-10 ông thầy thì tôi có hàng nghìn ông thầy ở ngoài đời nha, tôi có hàng nghìn. Chính vì lý do đó mà tôi học tiếng Anh hay ngoại ngữ khác rất là nhanh, khả năng nghe tôi rất là tốt đến thời điểm này nha. Đấy, thì tôi cũng muốn chém gió chia sẻ giao lưu mà những bạn trẻ và những bạn nào mà biết rồi thì tôi không dám nói là hãy cứ sai đi, hãy cứ khởi dại, hãy cứ hành động đi, đừng bao giờ đợi người ta chủ động dạy cho mình, đừng bao giờ đợi người ta chủ động là làm quen mình. Mình muốn học giỏi, mình muốn học được thì hãy chủ động làm quen người ta, biết cách nhờ người ta dạy cho mình. Đấy, các bạn sẽ tiến bộ hơn trường lớp rất là nhiều. Các bạn thấy video bổ ích thì hãy nhớ chia sẻ và bấm like bên dưới như này nhé. À, hoặc là có cái câu hỏi gì bằng tiếng Việt về vấn đề ngoại ngữ, các bạn cứ hỏi bên dưới, tôi biết thì tôi sẽ làm như này để tôi chia sẻ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ok, cảm ơn bạn.